Lời nói đầu tiên cho mình xin chào tất cả mọi người đang xem clip của mình nha. Mình là Trần Chí Tâm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy một cái liên ở trong phần bài mình để tới đây, nhưng mà không cần dòm tới những lá bài luôn, không cần dòm luôn. Mọi người biết tại sao? Tại vì bộ bài này là bộ bài mình vừa mới khui ra bạn, trong cái phần bộ bài mới hoàn toàn chưa có xáo trộn con bài gì lên hết. Mình sẽ lạm dụng cái phần bài còn nguyên, chưa có chạy bài hết. Tại vì nó có 4 phần, từ mắt đến già, từ mắt đến già, nên mình sẽ dễ lấy vàng lấy cái liên ha. Bây giờ mình sẽ chơi 5 tụ. Bây giờ mình sẽ chẻ bộ bài lên. Tại vì bài mới là người ta phải chẻ lên nha mọi người. Tại vì bài mới là mình lấy bộ bài mới ra là người ta phải xáo trộn lên cho nó lộn. Đó. Thì mình sẽ chẻ 3-4 lần vậy đó, để tạo lòng tin cho mọi người là bộ bài mình đã xáo trộn lên hết. Rồi. Thì trong khi mình xào bộ bài lộn xộn lên hết thì mình xào 5 tụ nha mọi người. Đó. Thì mình xào 5 tụ xong mình cắt bài ra. Đây là con 7 nha mọi người, đó. 5 tụ, 6 tụ, 4 tụ hay là 7 tụ cũng đều làm được hết. Tại vì bộ bài nó vừa mới khui ra nha mọi người. Tại vì mình giải thích cho mọi người biết nè, bộ bài mới khui ra thì nó sẽ có một cái lập trình là từ mắt đến già, đúng không? Đây, thí dụ như nước gô nè. Nước gô. Tại vì nãy mình cái nước gô nằm trên đầu. Đây, mình sẽ nói cho mọi người dễ hiểu nè. Đây. Bây giờ bộ bài vừa mới khui ra là mình sẽ lấy được một cái liên. Giống như mọi bài mới vừa mới khui là mình sẽ lấy được cái liên. Mình không cần dòm tới những cái con bài luôn, mình cứ xào theo công thức là mình sẽ lấy được cái liên ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người. Đó. Thì mình sẽ dùng tới mười mấy cái con bài phần trên này nè. Nó sẽ nằm lên trên đây. Đó, tại vì nó từ mắt đến già, từ mắt đến già nè. Nhưng mà mình chỉ dùng gần 6-7 lá đổ lại, 7-8 lá già chứ không có hết. Thì nó có 4 phần từ mắt đến già đó, đúng không? Thì mình chẻ bài cho nó cháo bài lên, lộn lên, đúng không? Mình vẫn chừa cái phần bài những cái con mình cần, những cái sảnh mình cần nằm trên đây ha. Đó. Tiếp tục mình chẻ vài cái mà mình chừa cái phần bài còn dư lại ở trên đó. Giống như là mình chẻ vô cho nó trộn nè, nhưng mà mình chừa cái phần còn nhiều ở đây nè, đó, để lên trên. Nhưng mà mình chẻ lẹ thì người ta không có dòm được là nó còn nhiều lá trên đâu. Đang có dòm được đó. Đây loại gì? Ví dụ như mình đánh 5 nhà đi. Thì cái phần bài trên đây nè, đó. Là cái phần mình xác ấp nè, 5 nhà nè. Mấy cái sảnh này đúng không? Đó, mấy cái sảnh là mình 5 nhà này. Thì nó vẫn còn nằm trên đó. Thì cái này là mình lạm dụng theo cái công thức 414 luôn, nhưng mà này cho 5 nhà mình phải xào 515 nha. Nè, 1 2 3 4 5 xuống lá, 1 2 3 4 5 đó. Cắt bài ra. Đó. Thì clip hôm nay là mình hướng dẫn mọi người cách vừa khui bài mới ra là mình sẽ lấy được cái liên. Nó đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Giờ mình sẽ hướng dẫn làm lại một lần nữa cho mọi người xem. Đại loại như là nó sẽ có một cái sảnh gồng, đúng không? Một cái sảnh mà từ ách đến già, sảnh gồng. Thì đại loại như đi bài mới là nó sẽ như vậy. Giờ mình lấy nước tùm lum để mà cho mọi người dễ hiểu, nó cũng đơn giản thôi. Đó, cái phần bài sảnh gồng này á là bộ bài vừa mới khui ra nó sẽ có 4 phần, nhưng mà mình sẽ chẻ bài cỡ nào cỡ nó sẽ chừa một phần ở trên lại nha mọi người.
Cái tầm khoảng 10 lá trên lại, đừng có đụng với nó gì hết. Đừng có đụng tới nó, đừng có đụng 10 lá này trên khoảng này ha. Thì theo mình chơi, thí dụ mình chơi 4 nhà, mình trừ từng chừng 6 lá là được rồi. Đó, nhưng mà mình chắc chắn hơn là mình chẻ, mình trừ nhiều nhiều chút cho nó dư ra để nó phạm vô nó không được ha. Giờ mình xài 4 nhà nè, 1 2 3 4 xuống cái 1 2 3 4 đó. Các bài ra. Thì cái cách này cũng đơn giản nên clip của mình hôm nay hơi ngắn đó. Mọi người nào thấy mình chia sẻ hay và thích mình thì hãy like cái video để ủng hộ mình. Xin chào mọi người.